Sáng nay, làng Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc lễ hội Đình Làng lần thứ 7. Đây là lễ hội được tổ chức 3 năm một lần. Đình Làng Bồ Bản được xây dựng đầu tiên vào năm Canh Thân, niên hiệu Cảnh Thịnh 1800, bằng tranh, tre tại Gò Miếu Tam Vị ở phía đông làng. Trải qua bao biến thiên của thời cuộc, đình nhiều lần bị hư hại. Đến tháng 11 năm 1989, đình làng được tu sửa lại và được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1999. Nơi đây là địa điểm hoạt động cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Sau phần lễ, người dân hồ hởi tham gia các phần hội như thi cờ gánh, leo cây chuối hái quả, bịt mắt đập om, kéo cò, đặc biệt là thi đua ghe trên sông Túy Loan với sự tham gia cổ vũ của hàng ngàn người dân. Việc tổ chức lễ hội Đình Làng sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trong làng nói chung, con em đi làm ăn xa quê nói riêng. Bà con chúng tôi chơi những trò chơi dân gian hoặc là thi những trò chơi của nhà nước đưa ra thì toàn dân tôi rất đông để tổ chức một ngày hội rất vui. Tôi là người dân trong mang số là năm này năm tới được năm nữa sẽ tổ chức nhiều cuộc thi như đây là bà con cũng rất phấn khởi. Em làm dâu đây cũng mười mấy năm rồi. Sau 2 năm dịch Covid-19 thì làng tổ chức Đình Làng lại thì bà con ở đây thì phấn khởi với lại phấn khích với nhau. Em thấy vui. Phát huy truyền thống quê hương, người dân làng Bồ Bản luôn có ý thức giữ gìn và bồi đắp tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm bền chặt. Kết thúc năm 2022, thôn Bồ Bản được công nhận là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua toàn xã. Chi bộ Đảng đạt danh hiệu chi bộ xuất sắc tiêu biểu, được Đảng ủy xã Hòa Phong chọn xây dựng chi bộ kiểu mẫu.